Vật chất quyết định cái gì? Đó là quyết định nội dung của ý thức. Các em nhớ là người ta diễn giải chỗ này lý luận nó không phải là cái gì khó nhớ. Ý thức chỉ là cái phản ánh. Các em nhớ là ý thức nó là cái, nhớ là nó là cái phản ánh. Còn thế giới vật chất nó là cái được phản ánh. Nếu không có cái được phản ánh, tức là gì là thế giới vật chất là thực tại cái quan ở bên ngoài. Tức là thế giới vật chất thì sẽ chẳng có được một hình ảnh nào đó về nó tức là ý thức không có cái gì để mà phản ánh cả nếu không có thế giới vật chất không có hiện thực khách quan không có thực tại khách quan ý thức nó sẽ không có cái gì để nó phản ánh cho nên vật chất ở đây này nó là thực tại khách quan nó quyết định cái gì nó quyết định nội dung của ý thức Đấy. em phải hiểu cái chỗ này nó đơn giản cho nên là điều kiện vật chất ở bên ngoài nó như thế nào thì đời sống ý thức ở tinh thần của con người ra nó phản ánh vào trong đời sống tinh thần ý thức của con người sẽ như thế đó thôi. Bởi vì nó do cái đời sống ý thức tinh thần con người này này. Nó do cái gì? Nó do điều kiện vật chất, nó do đời sống vật chất, nó do gì? Thực tại khách quan, ta nói dùng cái từ Lenin ấy, là nó quy định thực tại khách quan như nào thì ý thức tinh thần phản ánh nó như vậy. Chính vì vậy mà các em thấy Feuerbach, ông Feuerbach này các em nhớ là một nhà triết học tiền mối của triết học Marx ông này là một nhà triết học duy vật nhưng mà là duy vật siêu hình ông có một cái luận điểm rất nổi tiếng đó là người sống trong nhà lầu suy nghĩ khác với người ở nhà tranh câu này có thể nói là một câu khẳng định câu hoàn toàn duy vật người sống trong nhà lầu thì cái suy nghĩ của họ cái quan niệm sống của họ cái lối sống của họ vân vân và vân vân chắc chắn nó khác với người ở nhà tranh nhà tranh đây tức là những người sinh ra lớn lên sống trong gia đình nghèo Người sống trong nhà lầu tức là người sinh ra lớn lên, trưởng thành, trong gia đình giàu có. Thì cái suy nghĩ của họ, cái quan niệm của họ, cái lối sống của họ, cái cách tiêu tiền của họ, ba chấm vân vân, nó sẽ khác so với người sinh ra lớn lên trong gia đình nghèo. Các em thấy điều đó đúng không? Đúng quá chứ đúng không? Còn nếu mà chỗ này mình hay đi, nếu mà mình phân tích, mình hay lấy cái ví dụ một số bạn thấy Ngọc Trinh ấy, Ngọc Trinh một thời bây giờ thì cũng là trầm lắng rất nhiều rồi nó cái gì nó có thời của nó thôi đấy thấy Ngọc Trinh có cái túi tỷ bảy mua cái túi sách tỷ bảy có bạn gái chê cũng là Ngọc Trinh đúng là thế nọ thế kia là con nọ con kia mới mua cái túi tôi mà có một tỷ bảy tôi dùng mua cái này cái khác như vậy là như vậy là áp đặt rồi tại vì phải nên nhớ rằng Ngọc Trinh là sống trong gia đình như thế nào điều kiện như nào thầy nói đây là gia đình là cho gia đình nháy đây là sống trong cái điều kiện như thế nào thế mà mình lại là nhà nghèo mà mình lại muốn áp đặt và mình muốn dạy cái người giàu cách tiêu tiền như thế nào đời ơi là đời sao có những người lạ lẫm đến thế chứ đây, cuộc sống ở trên thì mình nói khi mà nói ý thức là hình ảnh chủ quan đến cái quan đừng bao giờ lấy mình làm chuẩn mà đừng bao giờ lấy ý chí chủ quan mình áp đặt cho người khác vậy mà đây mà mình lại ở nhà nghèo đúng không không có tiền đúng không mình lại đi dạy người giàu người ta tiêu tiền như thế nào kiếm tiền như thế nào thì tôi thôi. thật đúng là bó tay cho nên đây các em đấy điều kiện vật chất như thế nào thì đời sống tinh thần ý thức như thế đó cái câu này hoàn toàn di vật người sống trong nhà lầu mà do cái điều kiện vật chất như vậy đời sống vật chất như vậy thì cái suy nghĩ của họ quan niệm sống của họ ta nói chung là đời sống ý thức tinh thần sẽ như thế đó thôi đấy, đời sống vật chất mà nó các em thấy nó dư giả thì bắt đầu đời sống tinh thần mới phong phú đa dạng được chứ đời sống vật chất mà các em đấy còn thiếu thốn ta nói là tao nó cứ dân dã đời thường đấy đời sống vật chất mà thiếu thốn thì làm gì nghĩ đến gì đến vui chơi giải trí văn hóa tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn vân 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 những cái đó là xa xỉ thì các em thấy đơn giản đây vì chúng ta mới đang nói mỗi mỗi một cái gì là vật chất nó quyết định gì nội dung của ý thức tất cả mọi thứ của ý thức có được ấy là do gì do vật chất đúng không do vật chất quyết định cho nên vật chất nó chính là gì nó là nội dung của ý thức là như vậy thực tại khách quan đó chính là nội dung của ý thức không có thực tại khách quan không có thế giới quan ý thức chẳng có cái gì để mà phản ánh đời sống vật chất phát triển đến đâu thì đời sống tinh thần sẽ hình thành đến đó Đấy, cái điều này các em thấy rõ rồi nhưng ở cái chỗ này thì chúng ta nên để để cái ý cuối cùng Đấy, chúng ta phân tích ở cái anh cuối cùng rồi Đấy, còn đây các cái ví dụ những cái liên hệ đây này những cái liên hệ đây các em thấy các em thấy cái nào nó gần gũi với chúng ta là chúng ta có thể đưa vào chúng ta phân tích ví dụ thầy chỉ lấy một cái cạnh ví dụ như tại sao tại sao mà trong gia đình truyền thống cái tâm lý ưa thích con trai nó lại nổi bật như vậy mà trong gia đình hiện đại hiện nay các em thấy cái này nó đã mờ nhạt hơn rất nhiều thầy nói đây là mờ nhạt đi không nghĩa là không còn Tất nhiên nó đậm nhạt nó còn tùy thuộc vào từng gia đình, nó tùy thuộc vào điều kiện sống của từng gia đình ở thành phố hay là ở nông thôn vùng sâu vùng xa, đấy nó phụ thuộc vào nhận thức của các cái chủ thể ấy vân vân vân, nhiều lắm. Như đây thì nói chung thôi. Nó tại sao mà trong cái xã hội truyền thống thì cái tâm lý, tâm lý ưa thích con trai nó thuộc về gì? Nó thuộc về đời sống tinh thần, nó thuộc về ý thức của con người trong thời đại, đại đó. Ta gọi chung là ý thức xã hội mở rộng ra nó là ý thức xã hội đấy, mà lại thích yêu thích con trai hơn con gái. Thực ra nói gia đình truyền thống là người ta thích nhiều con. Sau đó trong nhiều con đó người ta thích nhiều con trai. Nhưng mà vì sao như vậy? Bởi vì cuối cùng nó suy nghĩ cùng là gì? Nó phản ánh cái gì? Cái điều kiện sản xuất vật chất của chúng ta. Đó là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Thì các em thấy rằng đó là một cái phương thức sản xuất vật chất nông nghiệp lạc hậu. Một nền văn minh lúa nước nhưng mà nó lạc hậu lắm. Công cụ thô sơ lắm. Thế thì các em thấy giữa con trai và con gái ai có ưu thế hơn? người ta nói yếu trâu còn hơn khỏe bò con trai thì rõ ràng có ưu thế vượt trội so với con gái về sức khỏe cho nên người ta đề cao con trai người ta thích con trai đầu tiên là thích nhiều con nhưng mà trong nhiều con nó thích con trai thích nhiều con trai hơn là điều đương nhiên thôi. bởi vì con trai mới làm những công việc xúc phát ngoài đồng áng đấy mới là những nhân lực chủ đạo nhân lực chính trong gia đình cho nên đời sống vật chất nó như nào đời sống tinh thần như thế đó mà. vật chất nó quyết định như gì nội dung của ý thức là như vậy đấy các em có thể lấy cái ví dụ nào cũng được để các em làm rõ một vài chiếc